Chỗ kia nó bạc hơn, cái này nó dốc. Thối không? Nó đi thì sao thấy? Để mà không để đấy. Để đẹp nhỏ đấy, để măng như này này. Đấy, măng này ngon này. Để nó nhỏ. Chị có đào được củ nào trong lòng đất không? Củ này đi như là cái gì ấy.
Đây, măng đây rồi. Củ này to lắm. Wow. Ngon không bà? Đấy, lúc nãy Thank you.
dọc cái đường bà Trao đi toàn măng nhũ. Măng luộc ngon nhở? Mình đang để mà sang ủng hộ đó. Mấy cái măng nhũ phải bán. 2 cân 9. 2 cân chứ. Bao tiền? 15.000 chị ạ.
Thank you.